vào năm 2036, cuộc nội chiến ở Đông Âu ngày càng leo thang và diễn ra vô cùng khốc liệt. Đất nước Ukraine liên tục bị tấn công bởi một nhóm quân phiến loạn do tên khủng bố Viktor lãnh đạo. Ukraine cũng không thể ngồi im chịu sự đàn áp của phía Viktor, một tổ chức có tên là Quân Kháng Chiến đã được thành lập. Đây cũng là lần đầu tiên lực lượng robot quân đội mang tên GAMS được chỉnh làng và triển khai. Mở đầu bộ phim là hình ảnh một đội lính đặc nhiệm gồm 40 người Hoa Kỳ đang chiến đấu với phe phiến loạn của Viktor giữa màn đêm trong thành phố. Tuy nhiên, phía quân Hoa Kỳ có sự phục vụ của lực lượng robot chiến đấu GAMS. Trong lúc trận chiến đang ngày càng căng thẳng, thì hai anh lính trẻ của phía Hoa Kỳ đã bị bắn trọng thương. Lúc này, trên bầu trời quân đội Mỹ đã điều động một máy bay quân sự không người lái đến để hỗ trợ thêm hỏa lực. Người điều khiển thiết bị máy bay không người lái là Harp, một trong những thành viên ưu tú nhất của quân đội Hoa Kỳ về mảng điều khiển máy bay không người lái. Đột nhiên, phía quân phiến loạn xuất hiện một chiếc xe tải màu trắng. Thì ra, đây chính là vũ khí bệ phóng di động của bọn chúng. Buộc lòng Harp phải đưa ra quyết định của mình nhanh nhất có thể, nhưng lại có một vấn đề mới. Đó chính là nếu Harp phóng tên lửa tấn công quân phiến loạn sớm, thì hai người lính trẻ bị thương cũng sẽ chịu chung số phận đoàn tụ với ông bà dưới suối vàng. Chỉ huy yêu cầu Harp hãy khoan vội phóng tên lửa tấn công. Nếu cứ chần chừ thế này, thì toàn bộ đội đặc nhiệm sẽ bị đàn áp. Harp quyết định sẽ hy sinh hai người lính trẻ. Anh chàng da đen tự ý kích hoạt máy bay không người lái, phóng tên lửa trực tiếp thổi bay cả một vùng. Bệ phóng của phía phiến quân cũng đã thành công bị tiêu diệt, đồng thời với phần lớn lực lượng của bọn chúng. Nhưng điều đáng buồn là hai người lính bị thương cũng đã không còn toàn thây. Đội trưởng đội đặc nhiệm Miller rất tức giận vì hành động của Harp. Tuy nhiên nhờ vậy, 38 người còn lại của đội mới được cứu. Nhìn theo một cách khác, có thể nói Harp là người hùng, nhưng do phóng tên lửa trái mệnh lệnh nên Harp vẫn bị đưa ra tòa án quân sự. Cứ ngỡ chuyến đi này sẽ phải đi bóc lịch dài hạn thì một tia hy vọng đã xuất hiện đối với anh chàng điều khiển máy bay không người lái. Hội đồng cấp cao cho rằng Harp là một phi công tài giỏi và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, giúp ích rất nhiều cho quân đội Hoa Kỳ. Vì vậy, thay vì phạt nặng Harp thì đồng đội quyết định sẽ cho anh ta thêm một cơ hội nữa, đó là đích thân học tập và rèn luyện bản thân ở ngoài tiền tuyến khốc liệt. Ngay trong đêm đó, dù bầu trời đang đổ mưa nặng hạt, Harp vẫn phải chuyển đến doanh trại của quân đội Hoa Kỳ để tìm gặp đại úy Leo theo mệnh lệnh của hội đồng cấp cao. Anh chàng phi công trẻ tuổi đến tìm Eckhart, chỉ huy của doanh trại này, để hỏi về tung tích của đại úy Leo. Eckhart vừa nghe được Harp là quân nhân được điều đến đây để theo chân Leo học tập thì ông ta cho rằng chắc chắn Harp đã phạm phải sai lầm rất lớn nên mới để cho Leo giáo huấn. Chỉ huy doanh trại chỉ đường cho Harp đến văn phòng làm việc của Leo. Harp tìm đến khu nhà theo lời chỉ dẫn của Eckhart. Nơi đây cũng là vị trí mà các robot GAMS được đem đến để bảo trì và sửa chữa, đồng thời cũng sạc lại năng lượng chuẩn bị cho những nhiệm vụ tiếp theo. Cuối cùng, Harp cũng gặp được đại úy Leo. Không cần giới thiệu dài dòng, Leo đã nắm bắt được toàn bộ thông tin cũng như sơ yếu lý lịch của Harp từ lâu. Anh ta là một phi công điều khiển máy bay không người lái tài giỏi, gần như đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và anh ta cũng sắp có một đám cưới hạnh phúc ở quê nhà sau khi khóa tập huấn này hoàn thành. Nhưng bởi vì Harp thiếu kinh nghiệm chiến đấu, cho nên nhiệm vụ đầu tiên của anh ta chỉ là đi giao kháng sinh cho một trại tị nạn. Hiện tại có một dịch tả rất lớn ở khu trại tị nạn. Nếu không nhanh chóng cung cấp kháng sinh cho bọn họ, thì toàn bộ những người ở đó, kể cả phụ nữ và trẻ em sẽ phải sống trong đau đớn. Leo cũng giải thích rằng anh ta không giống bất kỳ một quân nhân nào khác. Nhiệm vụ của anh ta sẽ là trà trộn và thâm nhập vào địa bàn của kẻ địch càng sâu càng tốt nhằm thu thập thêm thông tin. Leo đã từng thâm nhập rất sâu vào địa bàn của bọn phiến quân và thu thập không ít những thông tin tuyệt mật. Thì ra, Viktor muốn chiếm đóng Ukraine không chỉ vì mục đích sáp nhập đất nước này vào lãnh thổ của đất nước Nga, mà thật ra sau thời chiến tranh thế giới thứ hai, Nga đã xây dựng và bố trí khá nhiều những bệ phóng đầu đạn hạt nhân khắp toàn bộ lãnh thổ và tại Ukraine. Số lượng đầu đạn chiếm khoảng 1/3 lượng đầu đạn hạt nhân đã được xây dựng. Sau khi Ukraine tách ra khỏi Nga và trở thành một đất nước độc lập mới, thì tung tích về những bệ phóng đầu đạn hạt nhân cũng đã chìm dần vào quên lãng và không được ai biết đến. Tên Viktor này muốn dùng vũ lực để chiếm đóng lãnh thổ của Ukraine, từ đó sở hữu riêng cho mình những vũ khí hạt nhân và trở nên độc bá một phương khiến cả thế giới phải khiếp sợ. Mục đích nhiệm vụ lần này là phải mượn vỏ bọc đi giao thuốc kháng sinh để thu thập thêm manh mối, đồng thời tìm ra vị trí của tên Viktor và hạ sát hắn trước khi tên điên này đạt được mục đích của bản thân. Leo yêu cầu Harp hãy chuẩn bị vì bọn họ sẽ khởi hành thực hiện nhiệm vụ vào rạng sáng ngày mai.
Trong lúc thay đồ, Harm đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng sốc. Cơ thể của đại úy Leo gần như trong suốt và có những mạch điện tử chạy ở bên trong. Thì ra Leo cũng là một người máy sinh hóa thế hệ 4 do quân đội Hoa Kỳ chế tạo. Leo sở hữu một trí tuệ nhân tạo nhận thức không thua kém bất kỳ người nào, cũng như cơ thể của anh ta có thể đổi màu, gần như không thể bị phát hiện là robot nếu không được tiết lộ. Ở doanh trại này, chỉ có Eckhart và Harp là hai người may mắn biết được bí mật này. Leo yêu cầu Harp hãy tin tưởng anh ta, khả năng chiến đấu cũng như kinh nghiệm trận mạc của Leo dư sức giữ cho cả hai được an toàn. Trên đường đi ra xe để di chuyển, Harm đã bị Miller cùng cấp dưới của ông ta bắt lại và đánh cho một trận như tử. Miller vẫn còn cay cú chuyện hai người lính trẻ phải bỏ mạng dưới tay của Harm, bọn họ mới chỉ có 19 tuổi. Đúng lúc không biết phải làm thế nào thì Leo đã xuất hiện để giải vây cho Harm. Miller cùng đội của ông ta sẽ nhận nhiệm vụ là hộ tống xe của Leo đến nơi an toàn. Nhưng trên đường đi đã xảy ra một số sự cố. Một xe tải chở dụng cụ y tế cũng như vật phẩm tiếp tế của doanh trại Hoa Kỳ đã bị phiến quân tấn công. Miller cho triển khai những robot Rams bắt đầu tham gia chiến đấu, khiến tình hình trở nên vô cùng căng thẳng. Cả hai bên chĩa nòng súng về phía nhau, sẵn sàng ăn thua đủ đến cùng. Thấy nhiệm vụ chưa hoàn thành mà đã sắp phải đổ máu, Leo tự nguyện bỏ vũ khí xuống để thương lượng trong hòa bình với thủ lĩnh của nhóm quân dân tự vệ. Leo đồng ý những người dân mang đi những món hàng tiếp tế để mọi chuyện được êm xuôi. Đây rõ ràng là một lợi ích to lớn cho những người của mình, nên vị thủ lĩnh của đội dân quân đã đồng ý với lời đề nghị này và hạ lệnh cho cấp dưới không được manh động tấn công quân đội Hoa Kỳ. Đây cũng là lúc Harp nhận được bài học đầu tiên ở chiến trường, đó chính là bạo lực không bao giờ là cách duy nhất để giải quyết những vấn đề. Tuy nhiên lúc này, Harp mới nhận ra có thứ gì đó đang ẩn nấp ở những căn phòng trên các tòa nhà xung quanh. Không ngoài dự đoán, nhân lúc quân của Miller thiếu phòng thì bọn phiến quân của Victor đã tiến hành phục kích. Bị tấn công bất ngờ nên thiệt hại vô cùng nặng nề. Lũ phiến quân đã bắt đầu dồn hỏa lực và thành công làm nổ tung vài con robot. Harp lúc này cũng đang bị choáng váng trước sự khốc liệt của chiến trường. Leo ra hiệu cho Miller hãy tấn công yểm trợ để mở đường cho anh ta cùng Harp thoát khỏi nơi này. Rất may, cả hai người đều bình an vô sự. Từ đây đến trại tị nạn, cả hai sẽ phải đi bộ suốt khoảng thời gian còn lại. Trên đường đi, bọn họ bắt gặp một hố chôn tập thể. Đây là thành quả sau những cuộc hành quyết không ghê tay của bọn phiến quân. Sau khi đi bộ được một lúc, hai người cũng đã đến được trại tị nạn theo như kế hoạch. Leo nhanh chóng tìm đến cơ sở y tế để bàn giao lại số thuốc. Nhưng bên ngoài, đang có một tên lính bắn tỉa thuộc phe phiến quân đã chờ đợi sẵn. Hắn đã âm thầm theo dõi Harm cùng với Leo từ khi hai người vừa đặt chân đến trại tị nạn. Tên bắn tỉa không chần chừ một giây phút nào, liền hướng nòng súng về phía Leo và bóp cò. Nhưng đen cho hắn, viên cạo đồng lại bay trúng vào một người y tá đang đi gần Leo. Nhân cơ hội đó, đại úy người máy đã thành công bắn hạ được tên bắn tỉa. Hai người nhanh chân chạy đến nơi sát thủ của phiến quân bị thương và bắt đầu tra khảo hắn về nơi ẩn náu của Victor. Nhưng những tên dưới trướng của Victor đều đã được huấn luyện để chịu sự tra tấn và không bao giờ mở miệng khai ra bất kỳ thông tin nào. Cảm thấy không nên tốn thời gian với một tên nhãi nhép này, Leo đã để lại tay bắn tỉa cho những người dân xung quanh, muốn làm gì thì làm với hắn. Harm trách móc Leo là tại sao không báo cáo điều này với cấp trên và bắt tên bắn tỉa làm tù binh để mang về căn cứ tra khảo thêm thông tin. Đó mới đúng là việc mà bọn họ nên làm. Còn đằng này, Leo đã tự ý hành động trái quy định, dẫn đến một manh mối quan trọng đã tan thành mây khói. Leo yêu cầu Harp hãy giữ yên lặng và đi cùng với anh ta đến chỗ người cung cấp thông tin. Còn nếu không muốn, Harp có quyền báo cáo điều này với chỉ huy, tố cáo Leo sau đó đi bộ về căn cứ. Ở tình hình chiến sự phức tạp hiện nay, một người non kinh nghiệm như Harp sẽ mất mạng trong vòng một nốt nhạc nếu không có người bảo vệ. Buộc lòng Harp đành phải đi theo Leo đến chỗ người hợp tác, cung cấp thông tin cho anh ta bấy lâu nay. Cả hai người được một đội quân kháng chiến đưa đến một trụ sở. Nói là trụ sở của lực lượng kháng chiến cho oai, chứ thật ra đây là một trại trẻ mồ côi. Tại đây, lũ trẻ sẽ được bảo vệ an toàn và nuôi dưỡng một cách chu đáo. Người đứng đầu và điều hành nơi này là Sophia. Cô ấy cũng là một thông tin đáng tin cậy của Leo trong suốt nhiều năm qua. Vừa gặp hai người quen đã tỏ ra vô cùng vui sướng. Sophia đưa Harm cùng Leo đến văn phòng của mình để bàn luận công việc. Leo nói rằng Sophia có thể tin tưởng ở Harm và nói ra bất cứ thông tin nào mà cô đã thu thập được. Sophia tiết lộ rằng mục đích của tên Victor, ai cũng biết, chính là chiếm hữu vũ khí hạt nhân làm của riêng mình. Và để có thể sử dụng được nó thì hắn cần phải có được cái chìa khóa kích hoạt. Từ lâu, tung tích về chiếc chìa khóa đã bị thất lạc nên quân của Sophia vẫn chưa tìm ra được. Tuy nhiên, một tên trùm xã hội đen chuyên buôn vũ khí lậu cho bọn Victor có tên là Oshlang hẳn biết được vị trí chính xác của chiếc chìa khóa. Ba người bọn họ nhanh chóng ngăn cản việc này lại trước khi mọi thứ diễn ra quá muộn.
nhưng cần phải có vũ khí phòng thân trước khi nghĩ đến chuyện tấn công ai đó. Leo trả một số tiền lớn để Sophia cung cấp cho anh ta cùng hard vũ khí. Thì ra, Sophia cũng là một người chuyên buôn lậu vũ khí trái phép. Số tiền kiếm được mục đích này nhằm duy trì hoạt động trại trẻ mồ côi này. Sophia hỏi thăm thì biết được, đây là ngày đầu tiên Harp được ra trận trực tiếp. Sophia chủ động đến bên Harp và hỏi anh rằng anh đã được tận mắt thấy thành quả của chính bản thân thì sẽ như thế nào. Thì ra, toàn bộ số trẻ mồ côi tại cơ sở này, đa số đều đã bị mất gia đình do những cuộc công kích bằng máy bay của Mỹ. Chiến tranh đã làm cho những đứa trẻ tội nghiệp trở thành kẻ vô gia cư, không nhà, không cửa, không người thân để nương tựa. Không còn thời gian để lãng phí, cả ba nhanh chóng đến khu chợ đen nơi Oslac đang trú ngụ. Bọn họ bị lính gác của tên trùm Oslac cản lại không cho vào trong, cảm thấy dùng lời nói không được và đã đến lúc phải thương lượng bằng nắm đấm. Tên trùm Oslac lúc này đã sợ xanh mặt và vội tìm chỗ trốn, nhưng hắn đã bị Leo tóm gọn. Nhưng đột nhiên, một tên đàn em đã xô ngã Leo và làm vỡ một mảnh tường. Tên Oslac nhân cơ hội đó đã chạy trốn ra bên ngoài, nhưng tốc độ của hắn thì không thể nào so bì với một siêu robot như Leo. Tên Oslac không chịu nổi, đã khai ra nơi chiếc chìa khóa kích hoạt đầu đạn hạt nhân được cất giữ. Xong việc, Oslac cũng đã không còn giá trị lợi dụng, nên Sophia đã tặng cho hắn một viên gạo đồng vào đầu, tiễn tên trùm xã hội đen về miền cực lạc. Lúc này, Leo cùng với Harp đã đến địa chỉ tên Oslac cung cấp nhằm ngăn cản tên Victor có được chìa khóa. Bọn họ sẽ trưng dụng luôn chiếc xe của Oslac để di chuyển. Đến nơi, thì ra đây là một ngân hàng địa phương. Quân phiến loạn đã lấy mạng toàn bộ nhân viên an ninh. Leo yêu cầu Harp hãy dùng dao rạch lưng của anh ta ra và lấy con chip định vị ra, vì bọn phiến quân có thể lần theo dấu hiệu của con chip. Rất khó khăn, Harp mới có thể lấy ra được con chip định vị. Sau đó, Leo đưa cho anh ta một miếng dán trị thương cấp tốc dành cho robot. Vừa dán miếng trị thương lên, vết thương đã ngay lập tức lành lặn như chưa có chuyện gì từng xảy ra. Xong xuôi, cả hai bắt đầu tiến vào trong tòa nhà ngân hàng. Nơi này vẫn còn một số nhân viên đang bị bắt làm con tin. Leo ra lệnh cho Harp hãy giải cứu toàn bộ con tin, còn riêng anh ta sẽ đuổi theo và bắt sống tên Victor. Kỹ năng chiến đấu đỉnh cao của Leo tiếp tục có cơ hội để trình diễn. Bao nhiêu tên lính phiến quân xông đến cũng chỉ là ruồi mũi đối với robot được sinh ra để làm tử thần ngoài chiến trường như Leo. Nhưng lúc này, một con robot chiến đấu tự động của Nga bước đến. Hỏa lực của nó vô cùng lớn khiến cho Leo phải nhanh chóng ẩn nấp. Harp nhanh trí ném cho đại úy của mình một khẩu súng phóng lựu. Với sức sát thương cực lớn, con robot chiến đấu đã trở thành một đống xác vụn. Harp thì nhanh chân đưa con tin ra ngoài và gọi điện về tổng hành dinh để báo cáo vụ việc. Vừa nghe tin tên Victor đang có mặt ở một ngân hàng địa phương, Eckhart đã ngay lập tức điều động hai đội GAMS đến vị trí được cung cấp để hỗ trợ cho Leo cũng như Harp. Đúng lúc này, tàn dư của bọn phiến quân đã bắt toàn bộ những nhân viên còn sót lại làm con tin hăm dọa quân đội Hoa Kỳ nhằm tìm đường thoát thân. Chúng cũng bố trí vài con robot chiến đấu sẵn sàng nghênh chiến với hai lực lượng GAMS của Hoa Kỳ. Lũ robot GAMS đã bắt đầu nổ súng, tấn công một cách rất quyết liệt, mặc cho những người dân vẫn vô tội đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Harp ra sức ngăn cản hai bên nổ súng, tránh làm hại đến dân thường, nhưng mọi thứ đã quá muộn, anh chỉ còn cách biết cứu được người nào thì hai người đó. Mặt khác, Leo cũng không được rảnh rỗi cho lắm. Sau khi thành công tiêu diệt thêm một con robot chiến đấu của Nga, cuối cùng anh cũng đã đuổi kịp phiến quân đang giữ chìa khóa kích hoạt đầu đạn nguyên tử. Leo nhanh chóng xử gọn cả bọn lâu la, rồi đuổi theo tên đang giữ chìa khóa. Leo đã không mất quá nhiều thời gian để lấy mạng tên phiến quân và thuận lợi thu hồi được chiếc chìa khóa. Phía Harp lúc này cũng đã có diễn biến mới. Chỉ huy Eckhart đã hạ lệnh cho phép máy bay chiến đấu không người lái công kích trực tiếp vào ngân hàng để tiêu diệt Victor một lần và mãi mãi. Cho dù có phải hy sinh bao nhiêu người, kể cả một báu vật của quân đội như Leo thì cũng đều xứng đáng. Một vụ nổ lớn vang lên, toàn bộ khu vực gần đó đều đã bị thổi bay thành một đống hoang tàn. Harp dùng những sức lực cuối cùng bỏ ra ngoài, tìm kiếm Leo, mong rằng anh ta có thể bình an vô sự. Trong cơn mê man, anh thấy mình được đại úy Leo giúp đỡ và đưa lên xe rời đi. Thì ra, Leo vẫn chưa bị tiêu diệt. Không những vậy, anh ta còn thu hồi thành công chiếc chìa khóa kích hoạt vũ khí hạt nhân. Harp đang vui mừng vì cả hai sắp được khen thưởng lớn tại trụ sở khi mang chiếc chìa khóa quay về. Nhưng anh ta đã lầm to, Leo từ lâu đã có những toan tính cho riêng mình. Thật ra, việc chọn Harp làm đồng đội cũng nằm trong kế hoạch và đã lên từ trước, bởi vì Harp là một lính mới và lại còn đang mang tội nặng và bị phạt điều ra tiền tuyến. Nếu Harp quay về và khai báo mọi chuyện sẽ không ai tin. Ngoài ra, sở chỉ huy đã biết Leo có những hành động vượt quá tầm cho phép từ lâu nên bọn họ đã muốn ngắt hoạt động của Leo. Tuy nhiên, Leo đã chọn Harp làm người đi theo để giám sát nên anh ta thành công đánh lừa được cấp trên và tiếp tục thực hiện mưu đồ của bản thân. Harp vẫn chưa thể tin được những gì bản thân vừa nghe, nhưng đã quá muộn. Vừa định phản kháng thì anh ta đã bị Leo đánh ngất.
lúc tỉnh lại thấy mình đang bị trói cả hai tay hai chân và ngồi trong phòng làm việc của Sophia. Thì ra, Sophia cũng đã biết được kế hoạch này của Leo và đã hỗ trợ cho anh ta thực hiện điều này. Mục đích của bọn họ chính là tự chiếm lấy quyền điều khiển của tên lửa hạt nhân và dùng nó tấn công chính đất nước Hoa Kỳ. Vì từ lâu, chính Hoa Kỳ mới là nguyên nhân mà cuộc nội chiến này diễn ra sai sẳng không hồi kết. Hoa Kỳ mục đích đến đây không phải là vì lý do muốn giữ gìn hòa bình, mà bọn họ muốn trục lợi càng nhiều càng tốt từ chiến tranh giữa hai nước, Nga và Ukraine. Leo sẽ cho phóng tên lửa hạt nhân vào những thành phố lớn của Hoa Kỳ, buộc Hoa Kỳ phải rút quân ra khỏi lãnh thổ của Ukraine. Đây quả là một kế hoạch điên rồ, Rahab không thể nào chấp nhận được hành động này. Nhưng Sophia đã không quan tâm điều đó, cô hạ lệnh cho cấp dưới trả tự do cho Rahab. Đồng thời lúc này, Leo đã một thân một mình đến căn cứ của tên Victor để thực hiện trao đổi. Anh ta sẽ giao chìa khóa ra cho tên Victor nếu hắn ta chịu khai ra vị trí của những bệ phóng tên lửa hạt nhân. Victor nghĩ rằng gã người máy này ngoài thông minh ra thì khiếu hài hước cũng không kém. Hắn ra lệnh cho tên đàn em tiêu diệt Leo để chiếm lấy chiếc chìa khóa, nhưng hắn ta đã đánh giá quá thấp đại úy người máy của Hoa Kỳ. Chỉ cần vài đòn cơ bản, toàn bộ lũ lính canh của Victor đã bị hạ sát. Lúc này, tên chủ khủng bố Victor mới biết sợ hãi là gì. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, khi khai ra thông tin nơi đầu đạn hạt nhân được cất giữ thì cũng là lúc hắn chút hơi thở cuối cùng của mình dưới tay Leo. Leo mang theo chiếc chìa khóa tiếp tục tìm đến những địa điểm mà gã Victor đã cung cấp. Lúc này, Rahab cũng đã về căn cứ và khai báo lại toàn bộ mọi chuyện cho chỉ huy Eckhart cùng với Miller. Ban đầu, mọi thứ có vẻ khá khó tin, nhưng Rahab đã đem cả tính mạng của mình ra để đảm bảo những lời anh ta nói hoàn toàn là sự thật. Rahab còn liên lạc cho nữ đồng nghiệp cũ, nhờ cô ấy điều khiển máy bay không người lái theo dõi nhất cử nhất động của Leo. Rahab vẫn nhớ ra biển số xe của tên trùm Oslang nên không mất quá nhiều thời gian để truy ra được vị trí của Leo. Anh ta hướng đến một nhà máy sắp đóng cửa dừng hoạt động, nằm ở gần biên giới nước Nga. Do nằm gần biên giới của Nga nên Eckhart không thể cử một đội quân nào đó đến đó để giải quyết vấn đề. Rahab đã tự nguyện chính bản thân anh ta kết thúc mọi chuyện. Trước khi đi, Miller đã cung cấp cho Rahab lại kẹo đồng nổ để có thể xuyên cả giáp xe tăng dùng để đối phó với Leo. Anh ta nhanh chóng lái xe đến vị trí của nhà máy được cung cấp, bên trong toàn bộ công nhân đã được nghỉ. Leo hạ sát nốt viên bảo vệ rồi nhanh chóng tiến vào phòng điều khiển, dùng chìa khóa để kích hoạt vũ khí hạt nhân. Rahab cũng nhanh chóng tiếp cận vào, nhưng anh đã bị Leo tấn công bất ngờ và dồn vào tường. Tuy cố gắng nổ súng được vài phút và làm Leo bị thương, nhưng vẫn chưa đủ để ngăn cản được đại úy người máy. Leo đánh ngất Rahab vì không nỡ nhẫn tâm xuống tay với đồng đội cũ, rồi sau đó quay lại tiếp tục khởi động tên lửa hạt nhân. Rahab lúc này vẫn chưa ngất, anh cố gắng nhặt lấy khẩu súng và liên tục nã kẹo đồng về phía Leo. Phải nói rằng, những viên kẹo đồng nổ do Miller cung cấp quá chất lượng, chỉ cần bắn vài phát, toàn bộ cơ thể làm từ hợp kim quý hiếm của Leo đã bị đục thủng vài lỗ. Leo lúc này cũng đã bị thương nghiêm trọng và không còn đủ khả năng để chống trả. Do không biết cách ngắt hoạt động đầu đạn hạt nhân, nên Harp đã yêu cầu sở chỉ huy phóng tên lửa trực tiếp về phía nhà máy nhằm vô hiệu hóa quá trình khai hỏa đầu đạn hạt nhân. Riêng bản thân anh ta vắt ba chân bốn cẳng bỏ chạy, cuối cùng cũng may mắn thoát khỏi tầm ảnh hưởng của vụ nổ. Bộ phim kết thúc với chiến tích lừng lẫy của Harp. Anh ta từ tội đồ của quân đội, nay lại trở thành vị cứu tinh của dân tộc và đất nước. Leo dù là robot được chế tạo ra để phục vụ quân đội Hoa Kỳ, nhưng anh ta lại làm trái lại mục đích ban đầu và tạo phản. Đây là kết cục và bài học đắt giá cho những kẻ có ý định phản bội lại quê hương, đất nước của mình. Vâng, bộ phim cũng kết thúc ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Thích phim review, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.